Kỳ thi đại học năm 2011 đã kết thúc được 2 tuần và đây là thời điểm các trường đại học bắt đầu công bố điểm thi. Và đây là cơ hội cho các bạn muốn thay đổi, tìm cho mình một con đường mới. Nếu các bạn có ước mơ được học trong một môi trường đại học quốc tế, được cấp học bổng miễn phí toàn bộ chi phí, yên tâm ăn học, được học tập với đội ngũ giảng viên đa quốc gia, một lần nữa các bạn hãy tìm hiểu các điều kiện để nhận học bổng toàn phần cho nguyện vọng 2 vào Đại học Tân Tạo. Điều kiện đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 vào Đại học Tân Tạo. Thứ nhất, 3 năm học lớp 10, 11 và 12 đạt điểm trung bình từ 7 phẩy trở lên và không có môn nào dưới 5. Riêng các tỉnh Long An, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng, Bình Dương, Kiên Giang và Quảng Nam yêu cầu 6,5. Thứ hai, điểm thi vào đại học khối A hoặc D đạt điểm sàn quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, cộng 4 điểm. Riêng các tỉnh Long An, Bắc Ninh, Bình Dương, Hà Nam, Hải Phòng, Kiên Giang và Quảng Nam yêu cầu cộng 2. Các em đạt những yêu cầu trên đều có thể nộp đơn đăng ký xin học bổng nguyện vọng 2. Tuy nhiên sẽ ưu tiên cho các em có thêm các điều kiện sau. Các em nộp hồ sơ sớm nhất, các em có nhiều giải thưởng quốc gia quốc tế, các em gia đình nghèo khó, gia đình liệt sĩ, thương binh, các em mồ côi, các em gia đình cựu chiến binh, cán bộ lão thành, hưu trí, các em có trình độ Anh ngữ. Vì là trường năm đầu tiên tuyển sinh, hẳn nhiên nhiều quý phụ huynh và học sinh sẽ phân vân có nên đăng ký nguyện vọng 2 vào trường hay không. Để giải đáp thắc mắc ấy, ngay sau kỳ thi đại học kết thúc ngày 18 tháng 7 2011, trường Đại học Tân Tạo đã tổ chức lớp học tiếng Anh mùa hè miễn phí kéo dài 5 tuần dành cho các bạn học sinh đến từ mọi miền của đất nước. Dù sau này các em có trở thành sinh viên của trường hay không đều được tham gia học tập. Đây là cơ hội cho các em học sinh và quý phụ huynh chứng thực chất lượng đào tạo, sự quan tâm toàn diện đến miếng ăn giấc ngủ, sức khỏe, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho các em của Đại học Tân Tạo. Chúng ta sẽ lắng nghe các bạn học sinh đang theo học lớp tiếng Anh mùa hè miễn phí tâm sự về sự khác biệt trong không khí học tập của trường Đại học Tân Tạo. Sau khi thi đại học xong thì em cũng có về quê, nhưng mà sau khi em nghe tin được nhà trường tổ chức một khóa học tiếng Anh miễn phí và đã cuốn hút em quay trở lại trường. Và em nghĩ rằng là mỗi một người học sinh thì khi mà học tiếng Anh thì ai cũng có sở thích học tiếng Anh riêng, nhưng mà được tiếp xúc với giáo viên nước ngoài rất là ít, mà đặc biệt là được miễn phí, được cho mấy em ăn ở, tham gia các hoạt động của nhà trường. Trường Đại học Tân Tạo đã mở cho chúng em nhiều cơ hội để tiếp xúc hơn và giúp chúng em có thể cải thiện được cái khả năng Anh ngữ của mình hơn, cho nên đây là một cơ hội rất là tốt để giúp chúng em cải thiện những kỹ năng về Anh ngữ. Và đặc biệt thì giáo viên Anh ngữ trường Đại học Tân Tạo thì rất là hân hiện, đặc biệt là cô Chero là rất là giúp đỡ chúng em rất là nhiều, dạy chúng em cách nói phát âm để giúp chúng em có thể là sau này có thể ra ngoài đời, có thể giao tiếp thoải mái với giáo viên, với những người nước ngoài một cách lịch sự, thoải mái và nói chung là rất là perfect. Khi mà tham dự bài test đầu tiên em có hơi sợ, em nghĩ rằng là em sợ rằng cái kiến thức tiếng Anh của mình sẽ không đủ, sẽ không theo được. Nhưng khi vào học cái môi trường em thấy môi trường các thầy cô rất là thân thiện, nhiệt tình. Từ một người rất là nhát nói tiếng Anh, em bây giờ em trở thành rất thích nói tiếng Anh. Em thường xuyên thực hành tiếng Anh ở với bạn cùng phòng em rất là nhiều. Bọn em thường dành 2 tiếng nói chuyện với nhau. Mà bây giờ em cảm thấy không còn sợ nói tiếng Anh nữa. Điều đầu tiên mà em cảm nhận được môi trường TTU này là cái chất lượng giảng dạy rất là chuyên nghiệp. Thầy cô đa số là nước ngoài và em cảm thấy rất là vui và cảm thấy là hãnh diện khi được học tại trường. Còn chất lượng về dạng ngoại chuyện ăn học thì còn có thể là những cái sinh hoạt bạn bè các cộng đồng rất là vui. Mới ngày hôm qua em đã được tham dự một cái buổi hội thảo về chuyên đề lý của mấy giảng viên trong trường, em cảm thấy rất là hay. Mình cảm thấy cái việc học nhóm thì nó hiệu quả ở chỗ là mỗi người có thể trình bày ý kiến của mình trong một tập thể, những bạn bè của mình, những ý kiến mình nghĩ mình nói được hết, không ngại ngùng gì hết, thành ra bao nhiêu suy nghĩ nó bộc phát ra hết. Mà từng suy nghĩ từng người tất nhiên nó sẽ khác nhau, bổ sung cho nhau, sửa chữa cho nhau, như vậy một môi trường thoải mái vậy kích thích cái hoạt động tốt hơn. Học phổ thông thì thầy cô thì nói tiếng Việt cho mình nghe chỉ có từ vựng và tiếng Anh thôi, còn bây giờ thì nói hoàn toàn bằng tiếng Anh thì giúp cho em nghe nó biết cách nghe hơn. Còn trước đây thì thường là không có được nghe nhiều, còn bây giờ thì vừa nghe vừa nói thì em thấy cũng được cải thiện nhiều hơn. Chúng em có thể sẽ được giao lưu với những người nước ngoài khác để có thể tiếp thu những văn hóa tiếng khác. Một điều ngạc nhiên là có nhiều bạn học sinh từ thành phố Hồ Chí Minh cũng đăng ký tham gia lớp học tiếng Anh mùa hè miễn phí tại Đại học Tân Tạo. Trong khi đó, chúng ta đều biết thành phố Hồ Chí Minh là nơi có nhiều trung tâm tiếng Anh danh tiếng. Vậy vì sao các bạn vẫn chọn Đại học Tân Tạo?
Em thấy không khí học tập ở đây rất là khác so với các trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như mà ở trung tâm thì các bạn học rất là thụ động, còn ở đây thì môi trường rất là chuyên nghiệp và rất là vui. Các bạn học tranh luận với nhau rất là sôi nổi, tại vì được sống chung với nhau trong ký túc xá cho nên các bạn rất là thân thiết với nhau, khác hẳn với môi trường ở thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà học tiếng Anh ở đây thì em muốn có cơ hội là được cải thiện khả năng tiếng Anh của mình, tại vì ở đây thì em được tiếp xúc với lại giáo viên ở người nước ngoài, rồi không khí học tập ở đây thì cũng rất là thân thiện, thoải mái. Đây là kỳ học đầu tiên ở Việt Nam, cho nên là thứ hai là ở đây học tập hoàn toàn tiếng Anh. Ở Việt Nam thì hầu như không có trường nào như vậy, và em muốn thử nghiệm một cái trải nghiệm mới ở cái trường đại học mà nói hoàn toàn tiếng Anh. Ở đại học thì có thể cải thiện cái khả năng nói tiếng Anh của mình, vì ở đây là có rất nhiều giáo sư nước ngoài và nhiều thầy cô học nghiên cứu ở nước ngoài về. Long An là địa phương mà Đại học Tân Tạo chọn làm địa điểm. Vì thế, so với các bạn từ các tỉnh thành khác, các bạn học sinh của Long An có nhiều lợi thế. Nhưng vì toàn bộ chi phí ăn ở, ký túc xá và xe đưa đón của trường đều miễn phí, nên các bạn đều yên tâm nhập học khóa tiếng Anh miễn phí mùa hè của trường Đại học Tân Tạo. Đối với các bạn, đó như là một bước tập sự để sau khi có điểm thi đại học chính thức, các bạn sẽ không còn bỡ ngỡ với môi trường đại học. Tuy là môi trường ở trong cái vùng quê, cái vùng vương miền vậy, nhưng mà nó thì nó lại như một cái môi trường như là nước ngoài vậy. Giáo viên thì là giống như nước ngoài không, rồi dạy thì rất là chuyên nghiệp, rồi chúng em được tiếp xúc với cái môi trường vậy thì cái khả năng giao tiếp tiếng Anh này cũng như cái học tập thì em sẽ rất là tốt, rất là phát triển so với những nơi khác. Về cái môi trường ăn ở thì rất là tuyệt vời, không có nhưng mà hơn nhiều so với nhà luôn. Rồi ăn uống thì rất là ngon miệng, rồi ở thì rất là sạch sẽ, nơi ở thì hiện đại lắm. Thì em bước vào khóa học tiếng Anh này á, em rất là khá là hào hứng khi mà được ở trong ở cái ký túc xá cùng với mấy bạn bè nên từ rất là nhiều vùng khác nhau đến, nên cảm thấy được rất là vui. Hơn nữa các thầy cô dạy ở đây không những dạy hay mà thầy cô rất là thích đùa, nên kiến thức của em vô cũng tương đối hơn so với những kỳ học anh văn trước. Dạ, em thấy môi trường học ở đây thì rất tốt, các bạn bè có thể là giúp đỡ nhau để cùng học tốt, và đặc biệt là cái nào mà tụi em không biết thì thầy cô luôn gần gũi chỉ tụi em. Theo em thì học ở đây rất tốt hơn rất là nhiều, tại vì mình được giao lưu trực tiếp với các thầy cô là người bản xứ thì mình sẽ phát triển được cái khả năng nghe và nói. Cái đó thì học phổ thông thì mình không có được những cái khả năng đó. Và học nhóm như vậy thì cái mình sẽ phát huy tốt hơn, những cái gì mình muốn nói thì mình nói và thầy cô cũng sẵn sàng lắng nghe mình. Nhà em học sinh Tân Tạo thì em sẽ hy vọng có một cái môi trường học tốt. Em cũng tin chắc là từ hiện tại sẽ tạo cho môi trường học để em có thể phát huy hết khả năng của mình. Học trong môi trường này thì em cảm thấy rất thích, vì cái không khí rất là thoải mái, thầy cô rất gần gũi tụi em, giúp đỡ tụi em lúc tụi em cần. Trường Tân Tạo thì cũng là một cái trường có thể đạt tới tầm cỡ quốc tế và có rất nhiều bạn của cô đang học. Em thì ở Long An, ngoài gần ở đây đi tiện lợi rồi nha, gia đình ở Long An thì em thấy là vô đi học thì môi trường nó là tiếng Anh nên mình có thể phát triển sau này tốt cho công việc của mình. Lại học ở đây bạn bè rất thân thiện, không biết mình có thay đổi. Nếu mà thầy cô là cũng rất là vui vẻ với mình học nhóm thì rất là nhiều. Trường Đại học Tân Tạo chào đón những lớp sinh viên đầu tiên với cam kết cốt lõi là đem đến cho sinh viên một môi trường giáo dục hàng đầu với những kinh nghiệm học tập toàn diện. Một điều cần lưu ý là Đại học Tân Tạo vẫn đang trao cơ hội cho các bạn nhận học bổng toàn phần cho nguyện vọng 2 vào Đại học Tân Tạo. Các bạn vừa trải qua kỳ thi quan trọng, nếu các bạn có ước mơ vào Đại học Tân Tạo, cơ hội dành cho các bạn vẫn còn. Chỉ cần gọi điện theo số 0723 769 216 để đăng ký. Để nắm rõ thông tin, các bạn hãy nhanh tay truy cập vào website www.ttu.edu.vn.
Trong phần tiếp theo giới thiệu về trường Đại học Tân Tạo, mời quý vị đón xem phần 7 Đại học Tân Tạo TTU đỉnh cao công nghệ, được phát sóng vào lúc 18:50 tối thứ hai, phát lại cùng giờ tối thứ tư và thứ sáu tuần sau trên kênh truyền hình VBC.